Thực sự xin chào các bạn nha. Thì hôm nay ngày tốt nè, rồi chuẩn bị đẩy chiếc ghe này. Nhưng mà hiện giờ thì thời tiết đang chuẩn bị mưa đó, cho nên tiến trình nó hơi bị chậm xíu. Rồi xin nhắc lại, ghe này ghe đặt ốc nha các bạn. Làm nghề đặt ốc, ốc đặt được tuột á. Rồi mấy anh này đang chuẩn bị kê vô xe nè. Nữa chừng nào lấy cái phần này này ra thì cho thợ lắp keo cho nó hết luôn nha. Cơi khúc này, cơi bên đây ở trước nữa, tổng cộng là 4 bên. Chân vịt này mới mua luôn các bạn, mới chát. Chân vịt này coi 89,5 kg ha. 89,5 kg tức là nhân cho 190.000 là ra số tiền ha, mười mấy triệu đó. Thì đổi chân vịt cũ lại lấy chân vịt mới này bù cũng vài triệu. Còn phòng bánh lái nè, chút nữa sẽ lắp keo lại luôn nè. Mấy anh đang đội để kê ghe cho nó chuẩn lại. Dễ nhiên chính đó các bạn. Thank you.
Các bạn thông cảm nha, tại vì bây giờ ghe xuống này buổi tối luôn nè. Giờ ghe đang nổi nha các bạn. Được. Cây nổi lên hết rồi. Đây đang tới chú ơi. Cái ghe xuống nước nhìn thấy nhỏ này nha các bạn. Vì một phần ba là nó chìm ở dưới mặt nước này. Này đến đây kết thúc nha các bạn. Giờ nay đang cập vô để cuộc dây. Rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha.